Tiêu Chính Hạo. Có Thảo Dương. Bây giờ sự thật rành rành, ngươi còn gì đã nói không? Đại nhân, Ngọc Nguyên cô nương thực sự không phải do ta giết, xin đại nhân minh xét. Cường Ngọc Long, đêm qua có đúng là ngươi đã nghe thấy Ngọc Nguyên cô nương nói phải đi Hấp Tinh Đình để gặp Tiêu công tử không? Bẩm đại nhân, Thảo Dân không dám nói dối nữa câu. Nếu vậy, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy Ngọc Nguyên cô nương rời nhà sao? Bẩm đại nhân, ta tận mắt nhìn thấy muội muội ta ra khỏi nhà. Trước khi đi, ta còn ngăn cản nó. Cũng vì vậy, ta với muội muội đã tranh cãi một phen. Đại nhân, Cường Ngọc Long tận mắt nhìn thấy Ngọc Nguyên ra khỏi nhà, chứ không tận mắt nhìn thấy ta và cô ấy gặp mặt. Cũng không hề tận mắt nhìn thấy ta có hành động vô lễ với Ngọc Nguyên cô nương. Vậy thì tại sao dám khẳng định ta cưỡng bức sát hại Ngọc Nguyên chứ? Ngươi còn xảo biện à? Truyền nhân chứng dư phụng. Truyền nhân chứng dư phụng. Dân phụ dư phụng, khấu kiến tri phủ đại nhân. Dư mama. Dư phụng. Có dân phụ. Đêm qua ngươi đã nhìn thấy Tiêu công tử vào lúc nào? Bẩm đại nhân, giờ tí đêm qua, dân phụ tận mắt nhìn thấy Tiêu công tử ở Hấp Tinh Đình, có gặp mặt Ngọc Nguyên cô nương. Hai người họ còn lôi kéo qua là gì đó, hình như là đang tranh cãi điều gì. Tranh cãi à? Vậy theo ngươi bọn họ có thể tranh cãi cái gì? Bẩm đại nhân, được dịch và lồng dân phụ tại phim TV. Dân phụ cho rằng Tiêu công tử là định vô lễ với Ngọc Nguyên cô nương, nhưng Ngọc Nguyên cô nương không chịu, cho nên hai người họ mới lôi kéo qua lại. Không có chuyện đó. Nhưng mà bà không nghe được ta và Ngọc Nguyên cô nương đang tranh cãi chuyện gì, thì sao có thể phán đoán dựa vào cảm giác được? Đại nhân à, sự thật không giống như Dư Mama nói đâu. Tiêu Chính Hạo, ta không hề hỏi ngươi, cứ để nhân chứng nói. Con gái của dân phụ Nhạn Nhi cũng bị người ta cưỡng bức sát hại, nó bị người ta làm nhục không khác gì so với Ngọc Nguyên cô nương. Cách nó bị người ta sát hại cũng giống như vậy, xin đại nhân mình xem. Không phải ta. Dư Mama, ta từ nhỏ là do bà chăm sóc, không lẽ ta là người thế nào bà còn không biết sao? Bà thực sự cho rằng ta có thể nhẫn tâm giết người hay sao chứ? Đại nhân, mùi mũi ta đúng là chết trong tay của tên dâm tặc này. Dư Mama. Tiêu Chính Hạo, bây giờ bằng chứng sắt thép ngươi còn xảo biện sao? Trước sau ngươi đã có hành vi cưỡng bức sát hại hai cô nương vô tội, trời đất bất dung, tất nhiên phải chịu hình phạt rồi. Bổn phủ theo luật đầu tiên giam giữ ngươi, chờ sau xử trảm. Đại nhân, quan uổng quá, quan uổng quá đại nhân. Bãi đường. Dương đại nhân, ông đã bắt giam Tiêu Chính Hạo rồi à? Bẩm báo đại nhân, Hạ quan thấy nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, cho nên mới bắt giữ Tiêu Chính Hạo. Không biết là bao đại nhân có ý kiến khác hay sao? Không, làm theo pháp luật thì ông không có sai. Có điều... Đại nhân cho rằng vụ án này còn nghi vấn. Tất nhiên là còn nghi vấn. Tiêu Chính Hạo nhìn sao cũng không giống dâm tặc gian dâm giết người. Nhưng mà còn cái tên Cừu Ngọc Long đó thì giống. Ngài nên đi bắt Cừu Ngọc Long đó lại mới đúng chứ. Nhưng mà Cừu Ngọc Quyên là muội muội của Cừu Ngọc Long mà. Nói ca ca cưỡng bức muội muội không hợp lý lắm đâu. Chỉ là nghĩa muội thôi mà, đâu có phải là ruột thịt gì chứ. Hắn có gì không dám làm? Bao Hoàng, chuyện hộ vệ theo ngươi thì sao? Thuộc hạ chỉ cảm thấy đáng tiếc. Chỉ theo thuộc hạ được biết thì hàng cô nương một lòng một dạ yêu Tiêu công tử. Thuộc hạ cũng luôn cho rằng Tiêu công tử này là một thanh niên trung hậu chính trực, xứng đáng gửi gắm trọn đời. Nhưng nay không ngờ là cậu ta lại là một tên sát nhân khát máu, ham mê sắc đẹp. Bổn phủ cũng cảm khái như vậy. Mới hai ngày trước, bổn phủ còn đang chuẩn bị xin hoàng thượng ban hôn để tác thành nhân duyên cho hai người. Không ngờ chưa tới một ngày mà Tiêu Chính Hạo đã phạm phải tội ác tày trời không thể tha thứ này. Có điều Tiêu tướng quân và hàng tướng quân đó cũng thật sự cố chấp quá đáng. Bao đại nhân đã đưa ra mệnh lệnh mà hai người họ trở về, không ngờ lại không chịu nhắc tới một chữ với hai đứa con của mình đó. Học trò cũng đang nghĩ rằng nay hoàng thượng hạ chỉ ban hôn có khi nào liên quan tới vụ án mạng này không.
Hoàng thượng ban hôn là nhằm mục đích cho hai nhà Tiêu Hàn hóa giải thù hận, chung sống hòa bình. Ý của công tôn tiên sinh muốn nói là có kẻ âm mưu phá hoại việc hai bên hòa giải. Không, học trò không có bằng chứng, chỉ là suy đoán vậy thôi. Tên hung thủ đó chắc chắn là Cừu Ngọc Long. Có điều, trong vụ án này, với những bằng chứng hiện nay, thì xem ra Tiêu Chính Hạo thật sự đáng nghi ngờ. Về phần vụ án còn có nội tình gì bên trong, chúng ta cần phải tiếp tục điều tra. Dương đại nhân, ông tạm thời án binh bất động, duy trì bản án đã phán. Chuyện này, bổn phủ cho rằng vẫn còn ẩn tình. Bổn phủ sẽ cho người âm thầm điều tra thêm. Nếu có manh mối gì, sẽ nhanh chóng báo cho đại nhân. Hạ quan tuân lệnh. Cha, con có thể ra ngoài rồi. Cha thực sự thả con ra sao? Lý do để giam lỏng con nay đã biến mất. Con muốn đi đâu thì con cứ việc đi. Tên cẩu tặc họ Hàng kia nộp mạng đi. Chính Hạo, để cha đi cứu con. Giết, cha sẽ đi cứu con. Lão già, ông đừng đi như vậy nữa mà. Ta cầu xin ông. Con trai của chúng ta Chính Hạo bị giam vào đại lao chờ ngày xử trảm, sắp phải chết. Sao ông có thể phát điên trong lúc này được chứ? Nó bị vu oan mà lão già. Nó còn chờ ông đi cứu nó. Ông phải đi cứu nó lão già. Lão già, con trai chúng ta đang ở đó. Con trai qua đó rồi. Lão già, bà yên tâm, nó không rời khỏi chúng ta đâu. Bà nhìn đi, nó đang cầm kéo hồ lô kia kìa, già. Còn đang chảy nước mũi. Lão già, ông không thể điên. Ngọc Hoa, ông Ngọc không Hoa. Thể điên mà con trai chúng ta còn thằng chờ nhỏ ông này đi cứu không nó. Lão được già đâu. Lão già, qua đây con trai. Qua đây Chính Hạo, qua đây. Phu nhân, Dư Mạ Mạ tới tự biệt người, xin người bảo trọng. Dư Mạ Mạ, bà ở đây là Chính Hạo. Không ra mặt làm chứng thì ta có lỗi với Nhạn Nhi, ra mặt làm chứng thì ta có lỗi với hai người. Giờ làm cho người nhà ta cửa nát, ta không thể ở đây được nữa. Không thể ở đây được nữa. Cậu xin người hãy cho ta đi đi. Ta cũng đã nói với bà, tuyệt đối không phải là Chính Hạo gây án. Bà cũng biết nó mà. Nó hiền lành, lương thiện, nhân từ. Sao có thể làm ra những chuyện tàn ác mất nhân tính như vậy được chứ? Bà tới phủ nhà để làm chứng. Ta biết là do thương con cho nên nóng lòng. Ta sẽ không trách bà. Ta chỉ mong bà ở lại. Bà cho Chính Hạo thêm một thời gian nữa. Ta nhất định sẽ nhìn thấy ngài chân tướng lộ ra, trả lại trong sạch cho Chính Hạo. Phu nhân, Chính Hạo ngồi tù sắp mất mạng rồi. Dạo này ta không được khỏe. Lão già thì điên khùng như vậy. Con trai của ta, một gia đình yên ổn, người bị người ta vu oan, người bị bệnh, người bị điên. Nếu như bây giờ bà cũng bỏ đi, ta thực sự không biết mình nên làm thế nào nữa. Và lòng tin tại phim TV. Xin phụ nhân, xin phụ nhân tha thứ. Dư Mạ Mạ, Dư Mạ Mạ. Lão già, lão già. Chính Hạo, lão già, ông bình tĩnh đi mà. Lão già, Chính Hạo cưỡng bức sát hại con Quyên sao? Không, không thể nào đâu.
Các người nói dối, các người bị đặt. Các người đang tìm mọi cách như hoàng giá quà cho Chính Hạo. Các người thật quá đáng mà. Đã tới giờ phút này rồi mà muội vẫn còn nói thay cho tên dâm tặc đó. Tự dưng muội có còn lương tâm không? Muội có còn coi Ngọc Quyên như là tỉ muội của mình không? Ta không tin. Lúc Ngọc Quyên chết đi, quần áo không nguyên vẹn, rất là thê thảm. Thi thể còn bị ném ở ngay Hấp Tinh Đình, nơi mà con gián thường hẹn hò. Hãy nghe đây, Hấp Tinh Đình, hắn đã nói rất nhiều lời ngon ngọt để dụ dỗ con, thì cũng chính là nơi hắn bộc phát thú tính, ra tay tàn nhẫn giết hại Ngọc Quyên. Đừng có nói nữa, ta không tin lời ma quỷ của các người đâu. Tại vì các người hận Quỳnh ấy, cho nên các người mới bị đặt ra những lời đó để dù cao cho Quỳnh ấy thôi. Chính Hạo sẽ không làm vậy. Đối với ta, Quỳnh ấy luôn rất kiềm chế, lễ độ, chưa bao giờ có hành động vượt quá giới hạn. Nếu như Quỳnh ấy đúng là hạng người đó, vậy thì người đầu tiên bị cưỡng bức sát hại không phải là ta hay sao? Hắn chỉ đang ngụy trang, đang che giấu. Người tiếp theo chính là muội đó. Quỳnh im đi. Cừu Ngọc Long, ta vẫn luôn tôn trọng Quỳnh là biểu ca của ta, cho nên ta mới không muốn trở mặt với Quỳnh. Nếu như Quỳnh còn ở đây ăn nói hàm hồ thì ta sẽ không khách sáo với Quỳnh đâu. Tự dân, tới chừng nào con mới chịu tỉnh ngộ ra đây? Tiêu Chính Hạo sát hại Ngọc Quyên không phải là chuyện do cha nói thôi, tất nhiên cũng không phải do Ngọc Long nói là đúng như vậy, mà là do phủ nha điều tra rồi mới phán quyết. Bây giờ hắn còn đang ở trong đại lao chờ ngày xử trảm kìa. Nếu như con không tin, có thể ra ngoài hỏi thăm mà. Đúng đó, sao mụ không tự đi hỏi rõ ràng? Không chỉ có Ngọc Quyên, mà cái chết của Nhạn Nhi cũng do hắn. Mẫu thân của Nhạn Nhi Dư Mama cũng đích thân đứng ra làm chứng, vậy còn giả được sao? Không. Nè Tử Dân, Tiểu tướng quân, Tiểu tướng quân. Là cô sao, Tử Dân cô nương? Tiểu phu nhân, con đã nghe nói hết rồi. Con tin vào nhân phẩm của Chính Hạo. Con tin rằng Quỳnh ấy là một người chính trực ngay thẳng. Quỳnh ấy là người quang minh lỗi lạc. Con sẽ không bao giờ hối hận vì đã quen biết và yêu thương Quỳnh ấy đâu. Con tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Tử Dân cô nương, Tiểu phu nhân. Tiểu phu nhân. Khởi bẩm đại nhân, Hàng Tử Dân cô nương cầu kiến. Hàng cô nương hả? Cho vào. Dạ, cô nương mời. Hàng Tử Dân khâu kiến tri phủ đại nhân. Hàng cô nương, có chuyện gì sao? Cầu xin tri phủ đại nhân cho phép được thăm tù. Thăm tù hả? Là thăm Tiêu Chính Hạo à? Dạ đúng. Theo luật thì tội phạm giết người trong khi bị giam giữ sẽ không được gặp ai. Hàng cô nương à, tức là bổn phủ không thể cho phép. Nhưng đại nhân, cầu xin ngài hãy làm ơn làm phước cho ta gặp Quỳnh ấy một lần thôi. Ta sẽ rời đi nhanh thôi, không kéo dài lâu đâu. Hàng cô nương à, tình cảm của cô có thể nói là cảm động trời đất, cảm động nhật nguyệt. Nhưng mà ta nể tình cha cô mà phải nói, khuyên cô một câu này: quay đầu là bờ. Đừng phí hoài tình cảm của mình cho một tên tử tù bị người người căm giận không có đáng đâu. Nhưng đại nhân, ý tốt của ngài ta xin được nhận, ta cũng sẽ khắc ghi trong lòng. Chỉ cầu xin đại nhân ngài hãy khai ân, chỉ một lần thôi, cho ta gặp Quỳnh ấy một lần, để trực tiếp hỏi Quỳnh ấy một câu, hỏi xong ta sẽ đi ngay. Ta không thể cho phép. Người đâu? Có. Tiễn Hàng cô nương. Dạ. Mời Hàng cô nương. Ta cầu xin ngài cho ta gặp Chính Hạo đi, Quỳnh ấy có quan tình muốn nói mà. Cho ta gặp Chính Hạo đi. Mời về. Dạ. Tri phủ đại nhân, cầu xin đại nhân cho ta gặp Chính Hạo đi. Chính Hạo, Chính Hạo, Chính Hạo, cho ta gặp Chính Hạo đi. Tử Dân. Chính Hạo. Tử Dân. Tử Dân. Chính Hạo. Tử Dân. Cho ta gặp Chính là muội sao? Đi. Có đúng là muội không Tử Dân? Thôi. Muội vẫn còn chịu tin ta. Chắc chắn là muội vẫn còn tin ta mà Tử Dân.
Ông trời ơi, thực ra ta làm sai chuyện gì vậy mà lại phải chịu tội như vậy, phải chịu nỗi oan khuất như vậy? Ta không hiểu, ta không hiểu được tại sao vậy. Tử Dân, Tử Dân, mày gọi hồn ai vậy hả? Hả? Ngọc Nguyên, tỷ tới để bái tế muội. Muội có nghe thấy tỷ đang nói chuyện với muội không? Nếu muội ở trên trời có linh thiêng, thì xin muội làm ơn hiển linh đi. Muội hãy cho tỷ biết hung thủ trà đạp muội, sau đó còn giết hại muội thật ra là kẻ nào. Muội yên tâm, tỷ nhất định sẽ lấy đầu của hắn tới để bái tế muội. Ngọc Nguyên, muội hãy làm cho hung thủ thật sự xuất hiện đi mà, đừng để cho người tốt bị hãm quan. Chính Hảo thật sự vô tội, tất cả mọi người đều không tin Quỳnh ấy, nhưng mà chỉ có muội biết thôi, muội biết Quỳnh ấy bị quan mà. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Ngọc Nguyên, muội hãy làm cho hung thủ thật sự xuất hiện đi, trả lại công bằng cho Chính Hảo đi, Ngọc Nguyên. Hàn Tử Dân, người nợ muội muội của ta một câu trả lời là muội. Muội thật quá đáng. Muội chạy tới nơi muội muội của ta bị sát hại để bái tế vong linh của nó, nhưng từng câu từng lời lại kêu oan cho tên dâm tặc hại nó. Muội có xứng đáng với muội muội của ta? Có xứng đáng với ta không? Cường Ngọc Long, tại sao lúc nào Quỳnh cũng lén lút làm những chuyện không dám nói cho người khác biết như vậy chứ? Tất nhiên ta phải canh chừng muội. Nếu không thì ta còn không biết muội dám chạy tới phủ nhà đòi thăm tù, còn tới trước mặt muội muội của ta ăn nói lung tung. Quỳnh làm như vậy thật ra là để làm gì hả? Quỳnh khiến cho ta không thể không nghi ngờ chính Quỳnh mới chính là hung thủ sát hại Ngọc Quyên. Hả? Ta chuyện này cũng có khả năng mà. Tại vì Quỳnh ghen với Chính Hạo, cho nên Quỳnh lợi dụng thù hận của hai nhà Tiêu Hàn chúng ta, cưỡng bức sát hại Ngọc Quyên rồi đổ tội cho Chính Hạo, để Chính Hạo vào đại lao xong là Quỳnh có thể được như ý nguyện rồi. Muội, muội, muội im miệng lại cho ta. Có đúng hay không trong lòng Quỳnh tự biết lấy, cần gì phải thẹn quá quá giận chứ. Cấm miệng, không cho phép muội nói thêm câu nào nữa. Trong mắt của muội, ta thậm chí còn không bằng một tên dâm tặc hay sao? Ta không tin là ta không có được muội. Dù không có được trái tim muội, ta cũng phải có được con người muội. Tránh ra, tránh ra. Triển đại ca, giờ Quỳnh đã thấy rồi đó. Vậy mà ta nói hoài Quỳnh vẫn không tin. Bây giờ Quỳnh đã biết chưa? Ba hoàng ta phá án, nhìn người như thần, nhanh chóng chính xác. Hằng cô đương, xin hãy cùng ta về gặp Bao đại nhân. Bao đại nhân? Chính là tam thúc của ta. Vậy là Chính Hạo được cứu rồi. Bao đại nhân mình xét, Chính Hạo chắc chắn là bị oan. Dần nữa ở đây cầu xin Bao đại nhân thăng đường xử lại vụ án thì Chính Hạo giết người, trả lại trong sạch cho Chính Hạo. Bao đại nhân mình xét, lời Tử Dân cô nương nói hoàn toàn là thiên vị Bao che. Cô ấy đã bị Tiêu Chính Hạo che mắt, vì yêu mà hồ đồ, đó mất trí không rõ ràng, chỉ mong mực Bao che cho Tiêu Chính Hạo. Bao đại nhân, xin ngài tuyệt đối đừng nghe lời cô ấy. Hai người đứng lên nói chuyện đi. Tạ ơn Bao đại nhân. Cô Ngọc Long, nếu đúng như người nói, bổn phủ còn phải hỏi người. Ở trong Hấp Tinh Đình, người vô lễ với Tử Dân cô nương, muốn cưỡng ép cô ấy, người giải thích sau đây. Ta bẩm Bao đại nhân, Thảo Dân chỉ tại tức giận. Cô ấy chọc giận Thảo Dân nên Thảo Dân mới nói không lựa lời, mới ra tay với cô ấy. Thảo Dân vốn không phải loại người như vậy, trước kia Thảo Dân cũng chưa từng làm những chuyện như vậy. Người nói dối, người toàn làm những chuyện lén lút, ta
đã bắt gặp rồi. Cô. Ta cái gì ta? Người tốt nhất nên nhận tội, đừng có tìm cớ biện hộ cho mình. Cô Ngọc Long. Có Thảo Nhân. Ngươi hãy mau nói thật. Vào đêm Ngọc Nguyên cô nương bị sát hại, ngươi đang ở nơi nào? Thảo Dân, tất nhiên là ở trong phủ của Dượng Thảo Dân. Có nhân chứng không? Ta khởi bẩm đại nhân, Hàng tướng quân cùng với phó tướng quân Chu Tâm Kiều cầu kiến. Mau mời vào. Dạ, mời Hàng tướng quân. Bái kiến Bao đại nhân. Bái kiến Bao đại nhân. Không cần đa lễ, không biết hai vị tới đây là có chuyện gì? À, Chu phó tướng đặc biệt tìm tới đây để làm chứng cho cháu trai mặt tướng Ngọc Long. À, thúc thúc. Bao đại nhân, Ngọc Long đúng là bị quan, mặt tướng có thể làm chứng. Đêm xảy ra vụ án, Ngọc Long chưa từng rời khỏi Hàng phủ một bước, còn cùng với mặt tướng ở trong phòng uống rượu tán gẫu rất lâu, tới mấy canh giờ. Người có nhớ rõ là từ lúc nào tới lúc nào các người mới chia tay? Ta nhớ rất rõ lúc đó phu gõ mõ mới gõ một tiếng, cho nên chắc là từ giờ Tí tới giờ Dần, ít nhất là trong 3 canh giờ liên tiếp. Đại nhân tuy rằng có ý xin hoàng thượng ban hôn, tác thành hôn nhân cho tiểu nữ và tiêu công tử, ý tốt của ngài, mặt tướng không dám không nhận. Nhưng mà ta cũng phải thẳng thắn, Ngọc Long từ trước tới nay vẫn là con rể ưng ý nhất của ta. Ta cũng có ý sắp xếp cho tiểu nữ cơ hội ở riêng với nó. Cho nên, nếu như ở Hấp Tinh Đình, nó quá xúc động khó kiềm chế được bày tỏ tình cảm, thì cũng là lẽ thường tình. Luật pháp đề cao tình người, mong rằng Bao đại nhân khai ân. Nếu Hàng tướng quân đã nói như vậy, cô Ngọc Long không có chứng cứ phạm tội, Hàng tướng quân tất nhiên có thể đưa về phủ được rồi. À, đa tạ Bao đại nhân. Thúc thúc. Thúc thúc. Thúc thúc. Kỳ lạ gì? Mới về phủ đã chạy đâu rồi? Lạ thật. Sao thúc thúc lại nói chuyện với quản gia nhà Tiêu tướng quân vậy? Nè. Được. Nè nè, ăn đi ăn đi, mau lên. Ăn đi. Dù cho Tiêu gia của ngươi sắp diệt vong rồi, ngươi cũng phải ăn cho no. Ăn no rồi mới lên đường, đừng có để biến thành ma đói đó. Ngươi mới nói Tiêu gia ta làm sao? Chắc ngươi không biết. Thương cho tấm lòng của người làm cha làm mẹ, cũng vì ngươi gây tội, mẹ ngươi ngã bệnh, còn cha ngươi, ông ta điên rồi. Mấy ngày nữa thôi, ngươi cũng phải lên đoạn đầu đài bị chém đầu luôn. Ngươi nói đây không phải Tiêu gia ngươi diệt vong là gì? Thôi mang đi, mang đi, có nghe không? Khởi bẩm đại nhân, nghi phạm Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn rồi. Hả? Cái gì? Cái gì chứ? Hắn đánh bị thương ngục tốt, xong thay quần áo của nha dịch bỏ chạy ra ngoài. Ăn hại, đúng là ăn hại mà. Tại sao còn đứng đó, không mau đuổi theo đi. Dạ. Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn mà. Hạo quan bất tài, Hạo quan đáng chết, xin đại nhân tha tội. Tiêu Chính Hạo này hành động như vậy đúng là tự hủy hoại mình. Dù có bao nhiêu oan khuất cũng khó mà làm cho người trong thiên hạ thông cảm được. Bằng chứng xác thực oan ở đâu ra? Hắn vượt ngục bỏ trốn chứng minh là hắn sợ tội mới bỏ trốn như vậy đó. Công Tôn tiên sinh nghĩ thế nào? Bẩm đại nhân, học trò mấy lần ra vào Tiêu phủ có cơ hội tiếp xúc với trên dưới Tiêu phủ, biết được là tuy rằng Tiêu Chính Hạo là người học võ nhưng lại rất lễ độ, nho nhã, hiền lành, rộng lượng với người khác, dù là với người hầu trong phủ cũng chưa từng lên mặt, còn thường tiếp tế những người nghèo khó. Do đó học trò cho rằng
Một người hiền lành đức độ như vậy hoàn toàn trái ngược với hành vi ngày hôm nay, không thể nào không nghi ngờ bên trong đó phải có nội tình. Đây cũng là điều bổn phủ đang cân nhắc. Nếu hắn bị quan thì đứng ra kêu quan chứ. Hắn đánh bị thương nha dịch rồi bỏ trốn, không coi dương pháp ra gì, là hành động bạo ngược. Bổn phủ đã dâng thiên la địa võng, thề quyết phải bắt được hắn trở về, tội tăng thêm một bậc, chém đầu thì chúng. Tự cổ chi kim, có bao án quan không thể rửa sạch. Thường nói quan ép dân phản cũng chính là đạo lý này. Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn tất nhiên là sai, nhưng nếu quan phủ đổ quan cho người tốt như vậy thì lại càng không nên. Ý đại nhân muốn nói là bổn phủ chỉ mong trong lúc Dương đại nhân truy bắt Tiêu Chính Hạo phải dùng trí dùng mưu, tránh xảy ra chuyện quan ép dân phản. Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn trong lúc bi phẫn không còn lý trí, cũng thiếu kiềm chế, rất có khả năng sẽ làm tổn thương người khác, gây ra chuyện đáng tiếc hơn nữa. Hạ quan đã biết rồi. Vậy thì bây giờ nên làm sao mới tốt đây chứ? Đại nhân, Tiêu Chính Hạo có tình sâu nặng với Hàn Tử Dân. Thuộc hạ cho rằng, một khi Tiêu Chính Hạo vượt ngục thành công, người đầu tiên cậu ta tới gặp có thể là Hàn Tử Dân. Đúng vậy, có khả năng này. Phim được dịch nhưng mà Tiêu Chính Hạo nếu đúng là có oan khuất, nhất định sẽ xem người làm chứng, hại cậu ta phải vào đại lao là kẻ thù. Vậy thì cũng có khả năng cậu ta vượt ngục sẽ đi tìm Cừu Ngọc Long mà báo thù rửa hận. Học trò cho rằng còn một nơi nữa rất có khả năng. Tiêu Chính Hạo là người hiếu thảo, từ ngày vào ngục không còn tin tức, ai ai cũng hiểu lòng mong nhớ cha mẹ. Vì vậy học trò cho rằng một khi cậu ta vượt ngục thành công sẽ lập tức trở về nhà thăm cha mẹ. Triển hộ vệ, đại nhân, hãy tới những chỗ Tiêu Chính Hạo có thể đi khám xét cẩn thận, nếu thấy người thì bắt về quy án. Dạ đại nhân. Trời ơi, lão già đừng có giỡn nữa. Đuổi theo lão đây. Già, lão già. Vui quá. Lão già, ông đừng như vậy nữa mà. Lão già, tôi xin ông đó. Lão già, sức khỏe của ông vẫn còn yếu lắm, ông đừng như vậy nữa mà. Lão già, tôi cầu xin ông đó. Lão già. Chà. Lão già. Mẹ. Là con. Chà. Sao lại như vậy được? Lão già, ông coi ai về nè. Ông coi đi, con trai chúng ta Chính Hạo trở về rồi. Chà. Ông coi. Chính Hạo, ta phải đuổi theo nó. Chà. Chính Hạo. Lão già. Chính Hạo. Lão con già. Là Chính Hạo đi. Chính Hạo là con đi. Chà. Không được làm ồn. Các người làm ồn, Chính Hạo mà giận, nó sẽ không thèm về thăm cha mẹ nữa. Chính Hạo. Chà. Chà. Lão già. Chính Hạo. Lão già. Chà. 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 Được. Đúng. Đúng rồi. Đúng. Không làm ồn. Làm ồn Chính Hạo sẽ giận đó. Chính Hạo mà giận là không về thăm cha mẹ nữa. Chà. Chính Hạo. Chà. Chính Hạo. Chính Hạo. Chà. Chính Hạo. Mẹ. Chính Hạo, con trai yêu quý của mẹ. Đúng là con là rồi. Là con đi mẹ. Con về rồi đấy. Mẹ nhớ con lắm Chính Hạo. Mẹ à. Mẹ à, đúng rồi Chính Hạo, con vẫn chưa nói với mẹ, sao con lại được trở về vậy? Mẹ, con nghe nói là cha bị điên, mẹ cũng ngã bệnh rồi, con không chịu đựng được, cho nên con đã vượt ngục rồi. Con vượt ngục sao lại như vậy được? Nếu để cho quan phủ bắt được con, vậy là tội tăng thêm một bậc rồi. Trước sau gì cũng phải chết, con còn sợ gì nữa? Chỉ cần trước khi con chết đi, con được gặp cha mẹ một lần, con có chết cũng cam lòng rồi. Mẹ. Đúng rồi Chính Hạo, mẹ vẫn còn chưa hỏi con,
cuối cùng thì con có giết người hay không? Mẹ, xin mẹ hãy tin con đi. Từ trước tới giờ con đều ghi nhớ lời cha mẹ dạy, biết lễ, biết nghĩa, biết giữ chừng mực. Con tuyệt đối không bao giờ làm ra những chuyện tán tận lương tâm, mất hết nhân tính như vậy đâu mẹ. Được, vậy mẹ tin con. Mẹ tin con mãi mãi là người quang minh lỗi lạc, đứng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Mẹ, cha con giờ này đầu óc không tỉnh táo nghe được những lời con nói. Chờ ông ấy tỉnh táo, mẹ sẽ nói lại với ông ấy. Cha, tại con bất hiếu đã hại cha biến thành như vậy. Đúng. Người đâu? Tất cả hành động nhanh lên, mau vào trong lục soát cho ta. Con người tới rồi, Chính Hạo. Mẹ, mẹ, con phải đi trước một bước rồi. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu như con bất hạnh chết oan, ân tình của cha mẹ, chờ kiếp sau con sẽ đền đáp. Cha. Được rồi, đủ rồi con. Mẹ, đủ rồi mà, con mau đi đi. Nếu không là không kịp nữa, đi đi. Mẹ, đi mau lên, đi đi. Tiêu Chính Hạo đâu? Con trai của ta bị các người bắt giữ phán tội tử, còn đang giam ở trong đại lao. Ta chưa tới đòi các người thả nó, tại sao các người lại chạy tới nhà ta đòi? Khám xét hết cho ta, nhanh lên. Dạ, dạ. Thúc thúc, thúc thúc. Người nói bồ câu hả? Để làm gì? Để gửi thư sao? Gửi thư cái gì mới được chứ? Có chuyện gì hay không? Sao không gõ cửa? Thì tại gấp mà. Gấp cái gì? Thúc thúc biết gì chưa? Tiêu Chính Hạo vượt ngục rồi. Thật không? Là thật đó, bây giờ không hay rồi. Ta mới biết tin này thôi, lập tức báo cho người biết. Ta hy vọng thúc thúc cẩn thận. Tiêu Chính Hạo này bây giờ là kẻ liều mạng, giết người không chớp mắt. Ta sợ hắn tới tìm phủ tướng quân đại khai sát giới. Thì ra là như vậy, đa tạ ý tốt của cậu. Nhưng ta vẫn còn yên ổn mà. Không có gì thì cậu về phòng ngủ đi. Ai đó, có thích khách. Hả? Thích khách, có thích khách, bỏ đuổi theo. Bắt được thích khách không? Báo cáo không có. Các người lui xuống. Dạ. Tâm Kiều, có bắt được thích khách không? Mặt tướng đuổi tới đây, không còn thấy bóng dáng hắn. Truyền lệnh xuống dưới, canh phòng nghiêm ngặt, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối không để cho thích khách đắc thủ. Dạ. Quan binh Quyện Lộc, quân kỷ rối loạn, thời cơ không thể mất. Chờ tin tốt ngày sau, phải chọn ngày sớm, tấn công vào thành, khải hoàn trở về. Thúc thúc. Ngọc Long, có chuyện gì vậy? Quan binh Quyện Lộc, quân kỷ rối loạn, thời cơ không thể mất. Chờ tin tốt ngày sau, phải chọn ngày sớm, tấn công vào thành, khải hoàn trở về. Cậu muốn thế nào? Ta chỉ muốn hỏi người, người định làm gì vậy? Ta... Thúc thúc, ta thức cả đêm qua để suy nghĩ. Cuối cùng ta cũng nghĩ ra. Thì ra, ngày hôm đó người với quản gia Tiêu gia gặp nhau để bàn chuyện không phải chuyện nhà, mà là quốc gia đại sự. Tên quản gia đó là tai mắt của người sắp đặt bên trong Tiêu gia, rồi truyền về tin tức mới nhất của Tiêu gia cho người. Người thấy Tiêu gia nhà tan cửa nát, rồi thấy dượng của ta sức đầu mẻ tráng, cho nên mới có phong mật hàm này, thông báo cho quân Liêu chuẩn bị sẵn sàng, chọn ngài tấn công Đức Lạc và Quyện Lộc. Thiền Châu thất thủ, tức là biên phòng phương Bắc thất thủ, quân Liêu có thể đánh sâu vào trong thẳng tới kinh thành.
Thúc Thúc ơi là Thúc Thúc. Thúc Thúc mà ta từng kính yêu. Ta thực sự không thể ngờ Chu Phó Tướng vẫn luôn túc trực bên cạnh dượng của ta, một lòng trung thành có chết không sờn, lại là loạn thần tặc tử thông đồng với nước Liêu phản bội quốc gia. Ngọc Long, chắc cậu sẽ không đi nói cho dượng của cậu chứ? Người nghĩ sao? Không được nói, tuyệt đối không được nói. Niệm tình ta là Thúc Thúc, bình thường đối xử với cậu như con cháu, hết lòng giúp đỡ cậu. Cậu không thể để cho dượng của cậu biết chuyện. Nhưng dượng của ta đối xử với ta không tệ, vừa nhận nuôi ta, dạy dỗ ta, bồi dưỡng ta. Nếu như ta phát hiện ra âm mưu khủng khiếp như vậy mà không nói ra thì ta có lỗi với ông ấy quá đó. Ta biết là cậu khó xử. Như vậy đi, cậu hy vọng giành được cái gì, Thúc Thúc sẽ giúp cậu đạt được tâm nguyện. Trả lại mật hàm cho ta đi. Ta nói muốn có Tử Dân có làm được không? Ta giỡn thôi. Tiêu Chính Hạo bị phán tội tử, Tử Dân sớm muộn cũng là của ta. Ta muốn có được Tử Dân thì không khó, không cần ngươi phải giúp ta. Nhưng mà có một thứ khác thì đúng là ta còn thiếu. Là cái gì? Cậu nói mau đi. Là ngân lượng đó. Ta sống trong nhà của dượng, tuy ăn ngon mặc đẹp nhưng trong tay không có tiền. Tài sản hàng gia ta có thể nhận được bao nhiêu ta vẫn chưa biết được, vì ta không phải là con ruột của dượng ta. Nếu ta có thể kiếm được ngân lượng để phòng thân, vậy mới là nhìn xa trông rộng. Thúc Thúc, người thấy sao? Đúng là như vậy thật. Nhưng mà bây giờ Thúc Thúc không có nhiều ngân lượng đâu. Như vậy đi, cậu cho ta thời hạn 3 ngày, Thúc Thúc giúp cậu lo liệu, có được không? Được. Vậy tại hạ cũng chờ tin tốt lành. Hả? Hàng phủ. Cô Ngọc Long, cô Ngọc Long. Tiêu Chính Hạo, quả nhiên là ngươi đã xuất hiện. Ngươi là đồ súc sinh. Chính ngươi sát hại Nhạn Nhi không nói, còn cưỡng bức sát hại cả chính muội muội rồi vu oan giá họa cho ta. Ngươi còn dám ngang nhiên không biết xấu hổ lên công đường của phủ nhà làm chứng tố cáo ta. Hôm nay ta phải giết ngươi, báo thù cho Nhạn Nhi và Ngọc Nguyên. Giết ta? Ngươi tưởng giết ta dễ sao? Đừng quên trên lôi đài tỷ võ chiêu thân ngày đó, ngươi là kẻ thất bại dưới tay ta. Ngày tỷ võ chiêu thân ta bại dưới tay ngươi, đó là bởi vì ngươi có cặp hổ đầu câu tẩm độc. Bây giờ ngươi không có hổ đầu câu trong tay, để ta xem thử ngươi còn ngông cuồng bao lâu. Họ Cừu kia, ngươi đáng ý tiếp đi, ngươi dịu dỗ dân quay đi. Tiêu công tử dừng tay. Đừng qua đây, huynh còn dám tiến lên, ta lập tức giết hắn. Tiêu công tử dừng tay, cậu không thể giết thêm người nữa. Nếu cậu còn giết thêm Cừu Ngọc Long thì tội càng nặng hơn, sẽ không có cơ hội quay đầu đâu. Ta chưa từng giết bất cứ một người nào hết, nhưng mà các người lại nói ta giết hại 2 người liền. Vậy bây giờ ta giết thêm một tên cũng có khác gì nhau đâu. Nếu như cậu thật sự có oan ức thì càng không thể giết Cừu Ngọc Long. Nếu không thì những nỗi oan của cậu chịu đựng trong thời gian này là uổng công rồi. Uổng công? Lẽ nào các người chịu minh oan cho ta sao? Để ta nói thật cho cậu nghe, thật ra ta không phải là chim chiếu. Tại hạ họ Triển tên Chiêu, là ngự tiền tứ phẩm đới đa hộ vệ, cũng là nhiếp thần hộ vệ bên cạnh Bao Chưởng Bao đại nhân. Bao đại nhân đi tuần thú đã tới Thiền Châu này từ lâu rồi. Nếu như cậu thật sự có oan ức thì cứ tới đánh trống kêu oan, yêu cầu thẩm tra lại. Ngọc Long. Dưỡng. Hàn tướng quân. Ngọc Long, xảy ra chuyện gì vậy? Đừng qua đây, lui ra. Nếu các người còn dám tới gần thì chờ nhặt xác hết luôn đi. Ngươi. Dưỡng à, lùi lại đi, nếu không hắn giết con thật đó. Hàn tướng quân. Đi. Dưỡng. Đi báo cho tri phủ đại nhân. Dạ. Đi. Đều trung. Tiêu Chính Hạo, thực ra ngươi muốn gì chứ? Ta không có giết người thật đó, nhưng đổ oan cho ta như vậy là không công bằng. Không công bằng? Ngươi mà cũng biết cái gì là oan uổng sao?
ngươi cũng biết cái gì là bất công sao? Cuối cùng ngươi cũng nếm được mùi bị người ta vu oan giáo họa, khóc không thành lời, đau đớn không sống nổi có đúng không? Vậy ngươi từng nghĩ tới ta chưa? Lúc các ngươi vu cáo ta, đổ oan cho ta, các ngươi gán cho ta tội danh mà ta chưa từng làm, ta cũng rất bất bình, cũng đau khổ, ngươi không biết sao? Nhưng mà đúng là ta thấy Ngọc Quyên rời khỏi nhà, nó nói là đi gặp ngươi. Vậy ngươi có tận mắt chứng kiến là ta cưỡng bức sát hại cô ấy không? Ta không có thấy. Vậy tại sao ngươi khẳng định là ta giết chết Ngọc Quyên chứ? Ta không thể khẳng định. Nhưng mà ta ghen ghét ngươi, ta hận ngươi. Tử Dân yêu ngươi, Ngọc Quyên cũng yêu ngươi. Ta không thể chịu đựng được nữa. Chỉ cần nghĩ tới điều đó là ta muốn phát điên. Chỉ vì ngươi ghen ghét ta thôi mà ngươi hủy hoại ta, không tiếc hại ta phải nhà tan cửa nát. Ta biết ta sai rồi. Ta không có bằng chứng xác thực, ta không nên đứng ra tố cáo ngươi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Tiêu Công Tử, coi như ngươi tội nghiệp ta. Ta không cố ý làm tổn thương ngươi. Ngươi đừng nói nữa, ngươi đừng có nói nữa. Hàn tướng quân, tình hình sao rồi? Tiêu Công Tử, Hàn tướng quân, lẽ ra ngài nên hỏi ý của ta trước rồi mới đi thông báo cho phủ nhà. Ngài làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn. Đã tìm thấy tội phạm sao lại không báo cho tri phủ đại nhân chứ? Nhưng mà tình hình của cậu ta khác biệt, bây giờ cậu ta đang giữ cháu ruột của ngài làm con tin. Lẽ nào Hàn tướng quân không cần mạng sống của cháu mình nữa? Hàn tướng quân, Tiêu Công Tử, chúng ta biết cậu đang ở bên trong, cậu hãy bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ. Cậu không thể trốn thoát được, sao cậu không ra tự thú? Nếu cậu thật sự có quan tình gì, Triển Chiêu có thể dẫn cậu tới gặp bao đại nhân kêu quan. Tiêu Công Tử, cậu có nghe rõ không? Bất cứ ai trong các người dám xông vào đây, cô Ngọc Long chắc chắn phải chết. Các người đừng thử thách lòng quyết tâm của ta, đừng có ép ta. Cùng lắm thì ta và cô Ngọc Long chết chung với nhau thôi. Tiêu Công Tử, tuyệt đối không được manh động. Không được vào đây. Cứ kéo dài như vậy phải dằn co tới chừng nào đây? Hàn tướng quân, Triển Chiêu có kế này. Người cứ nói. Có thể mời Tử Dân cô nương tới đây nói chuyện với Tiêu Công Tử không? Có thể sẽ thuyết phục được Tiêu Công Tử buông vũ khí thả con tin. Cần gì làm chuyện dư thừa như vậy? Cha ơi, còn tới đây làm cái gì? Chính Hạo ở trong đó phải không cha? Con muốn gặp quân ấy. Tử Dân à, Tử Dân cô nương, cô không được manh động. Tiêu Công Tử, Tử Dân cô nương tới rồi. Tử Dân, cậu có muốn gặp cô ấy không? Cậu muốn nói chuyện với cô ấy không? Chính Hậu, muội là Tử Dân, huynh có nghe thấy muội đang nói không? Chính Hậu, huynh tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc. Muội tin là huynh bị hãm quan mà, nỗi quan của huynh rồi sẽ có ngày được rửa sạch. Huynh đừng tuyệt vọng, cũng đừng tự đi vào đường cùng mà Chính Hậu. Chính Hậu, quên trả lời muội đi Chính Hậu. Tử Dân, hôm nay đi tới bước đường này rồi là quên đã đi vào con đường cùng. Quên không muốn liên lụy tới muội, quên không muốn giữ bất cứ gì liên hệ với muội. Muội về đi, hãy quên quên đi. Muội về đi. Tiêu Công Tử, cứ lại, ta không tin tưởng bất kỳ ai hết. Các người đừng hòng tiến lại gần căn nhà này, bằng không thì đừng trách đau của ta không có mắt. Ta chỉ tin vào ân nhân của ta. Nếu các người tìm ân nhân của ta tới đây nói chuyện, ta đồng ý gặp ông ta. Ta có chuyện cần hỏi. Nói mau, ân nhân của cậu là ai? Chu Tâm Kiều, Chu Phó Tướng. Cái gì? Ngươi muốn gặp Chu Thúc Thúc sao? Không phải chuyện của ngươi, câm miệng đi. Các người nghe rõ chưa? Mau đi đi. Hắn muốn gặp Chu Phó Tướng thì đơn giản, ta cho người mời tới đây là được. Mau đi mời Chu Phó Tướng tới đây. Dạ. Khởi bẩm Chu Phó Tướng, tướng quân cho mời, xin mời người theo ta. Tâm Kiều, tướng quân, hắn không muốn gặp cả Tử Dân lại đòi gặp ngươi. Ngươi vào trong khuyên nhủ hắn, kêu hắn thả Ngọc Long ra đi. Hắn là Tiêu Chính Hạo của Tiêu gia. Đúng vậy, cậu ta chỉ tin một mình ông thôi. Thúc thúc, tất cả đành phải nhờ vào người. Người nhất định phải khuyên Chính Hạo buông vũ khí xuống, tuyệt đối đừng gây ra thêm sai lầm nữa. Ta biết rồi. Tướng quân, thuộc hạ sẽ không phụ kỳ vọng. Tiêu Công Tử, ân nhân của cậu tới rồi, cậu cho ông ta vào trong được không?
Chú Thúc Thúc. Chính Hạo, cậu muốn gặp ta? Chú Thúc Thúc, có chuyện này ta vẫn luôn muốn hỏi người. Ngày hôm đó người hẹn ta giờ tí ra Hấp Tinh Đình để chờ Tử Dân, nhưng mà người tới là Ngọc Nguyên, còn Tử Dân đâu? Hả? Nói vậy là hắn với Tử Dân muốn bỏ trốn, cũng do người sắp xếp. Chú Thúc Thúc, người Chính Hạo, cậu đừng giết thêm người nữa. Cậu đừng giết thêm người nữa. Ngọc Long, Ngọc Long, Ngọc Long, Ngọc Long. Trung quân, thuộc hạ bất tài, không thể bảo vệ được Long thiếu gia. Chính Hạo, không lẽ nào ta đã thực sự nhìn lầm huynh sao? Ta hung thủ không phải là Cừu Ngọc Long mà lại là Tiêu Chính Hạo, nhưng ta không thể nào nhìn lầm người được mà. Bao cô nương à, lần này cô sai lầm nghiêm trọng rồi. Hắn không chỉ liên tục sát hại hai cô nương, còn thêm Cừu Ngọc Long, tổng cộng là ba người rồi đó. Tiểu hộ vệ đại nhân, lúc nãy ngươi nói là trong lúc các người truy bắt Tiêu Chính Hạo, cậu ta có nói Chu phó tướng là ân nhân của cậu ta. Dạ đúng, mà cậu ta không chỉ nói một lần. Như vậy thì đây là một manh mối quan trọng, nhất định phải điều tra rõ mối liên hệ giữa hai người này, vì sao lại gọi là ân nhân. Dạ. Đại nhân, Công Tôn tiên sinh, kết quả nghiệm thi sao rồi? Quả nhiên là giống hệt vết thương của hai vị cô nương Nhạn Nhi và Ngọc Nguyên. Đều là do kim cương chưởng đã thất truyền từ lâu trên giang hồ gây ra, đánh vào ngay giữa ngực và bụng, lục phủ ngũ tạng vỡ nát. Triển hộ vệ, thử điều tra Tiêu Chính Hạo có từng bái sư ở đâu để học kim cương chưởng chưa? Dạ. Vụ án này còn một nghi vấn, đó là từ dấu tay trên cả ba thi thể cho thấy hung thủ chắc là dùng tay trái. Thuận tay trái hả? Đại nhân, thuộc hạ tuy chưa từng so chiêu với Tiêu Chính Hạo, nhưng cũng đã thấy cậu ta tỉ võ. Ta nhớ là cậu ta chỉ toàn dùng tay phải. Ồ, Tiêu Chính Hạo không thuận tay trái, như vậy hung thủ vụ án này là kẻ khác rồi. Ê, nói không chừng bình thường hắn dùng tay phải, còn tới lúc đi giết người hắn đổi qua dùng tay trái thì sao đấy? Đại nhân, đại nhân, đại nhân, không hay rồi, Tiêu Chính Hạo ở trong đại lao cứ hôn mê bất tỉnh. Đại nhân, trong lúc hỗn loạn, Tiêu Chính Hạo có trúng một chưởng của Chu phó tướng. Công Tôn tiên sinh, hãy theo sai nha tới đại lao. Học trò tuân mệnh. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Dấu tay trên người của Tiêu công tử giống y hệt với dấu tay trên người của ba nạn nhân đã chết kia. Dạ đúng, đại nhân. Chỉ có một điểm khác biệt, ba nạn nhân đã chết kia bị trúng chưởng trong lúc không kịp đề phòng, cho nên ngay lập tức mất mạng. Còn Tiêu công tử thì đã được đề phòng từ trước nên bị thương nhẹ hơn, may mắn thoát khỏi cái chết. Lẽ nào hung thủ chính là Chu phó tướng Chu Tâm Kiều? Không phải vậy chứ. Chu phó tướng là một trung thần lương tướng như vậy, sao lại trở thành dâm tặc giết người? Hạ quan nói sao cũng không thể tin vào chuyện này.
lòng người khó đoán. Ai biết được bên trong bề ngoài trung thành dũng cảm của hắn ẩn giấu âm mưu quỷ kế như thế nào. Người đâu? Có. Mau tới Hàng Phủ bắt Chu Tâm Kiều đem về quy án. Dạ. Triển hộ vệ, cậu đây là... Bao đại nhân có lệnh bắt giữ nghi phạm Chu Tâm Kiều về quy án. Hả? Giờ ngọ ngày mai có thể xuất quân đánh Chu Tâm Kiều. Công chính liêm minh. Chu Tâm Kiều, có mặt tướng. Cưu Ngọc Long có thù oán gì với ngươi mà ngươi lại ra tay giết chết cậu ta? Bẩm đại nhân, Cưu Ngọc Long là do Tiêu Chính Hạo giết, không liên quan tới mặt tướng. Chuyện tới nước này, ngươi còn định ngụy biện không chịu nhận tội? Người đâu? Có. Truyền nhân chứng Tiêu Chính Hạo. Dạ. Truyền Tiêu Chính Hạo. Bẩm đại nhân, nhân chứng đã tới. Thảo dân Tiêu Chính Hạo khấu kiến bao đại nhân. Tiêu Chính Hạo. Có thảo dân. Cho bổn phủ thấy vết thương của cậu. Dạ. Công tôn tiên sinh. Dạ. Vết thương của Tiêu Chính Hạo là do kim cương chưởng gây ra, đánh bằng tay trái, so với vết thương chí mạng trên người ba nạn nhân trước đó là do một người gây ra. Triển hộ vệ. Vào 15 năm trước, Chu Tâm Kiều từng bái sư làm môn hạ Thiên Sơn trưởng lão, tu tập kim cương chưởng, khổ luyện bằng tay trái trong suốt 5 năm. Tiêu Chính Hạo. Có thảo dân. Ngươi cứ luôn miệng gọi Chu Tâm Kiều là ân nhân của ngươi, thật ra Chu Tâm Kiều có ơn gì với ngươi? Bẩm đại nhân, Chu Tâm Kiều thường âm thầm giúp đỡ cho thảo dân và tử dân cô nương, tìm cơ hội để chúng thảo dân gặp gỡ với nhau. Vào đêm Ngọc Nguyên cô nương bị sát hại, vào lúc giờ tí một khắc, thảo dân có mặt tại Hấp Tinh Đình, là do Chu Tâm Kiều truyền lời, nói tử dân cô nương muốn cùng bỏ trốn. Ai mà ngờ, người tới không phải là tử dân, mà là Ngọc Nguyên. Truyền nhân chứng Hàng Tử Dân. Truyền nhân chứng Hàng Tử Dân lên con đường. Dân nữ Hàng Tử Dân khấu kiến bao đại nhân. Hàng Tử Dân. Có dân nữ. Vào đêm Ngọc Nguyên cô nương bị sát hại, cô đang ở đâu? Có từng nhận được chỉ thị của Chu Tâm Kiều để tới Hấp Tinh Đình không? Vào đêm đó, dân nữ còn bị cha nhốt ở trong khuê phòng, vẫn luôn chờ Chu Tâm Kiều tới cứu dân nữ ra. Nhưng chờ suốt một đêm, vẫn không thấy bóng dáng người đâu. Truyền nhân chứng Hàng Quy Diễn. Truyền nhân chứng Hàng Quy Diễn lên công đường. Mạc tướng Hàng Quy Diễn tham kiến bao đại nhân. Hàng tướng quân, tướng quân có nhớ chuyện xin hoàng thượng ban hôn hay không? Mạc tướng không dám quên. Chuyện này vì ngài không cam lòng cho nên vẫn giữ bí mật không chịu cho lệnh ai biết. Nhưng mà có kẻ thứ ba nào biết không? Mạc tướng không muốn chuyện này lan truyền ra ngoài, cho nên chỉ nói với phó tướng Tâm Phúc là Chu Tâm Kiều thôi. Ngài còn nhớ ngày tháng chính xác không? Nhớ rất rõ ràng, 15 tháng này.
cũng chính là ngày cháu gái Ngọc Quyên chết thảm. Mời ba nhân chứng đứng qua một bên nghe phán án. Tạ ơn bao đại nhân. Chu Tâm Kiều, theo lời của nhân chứng, bổn phủ suy đoán, từ trước tới nay ngươi tìm cách giúp đỡ hai đứa trẻ là giả, cố ý gây thù hận giữa hai nhà Tiêu Hàn là thật. Do đó, ngươi biết được tin hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, ngươi mới đi trước một bước để gây án, hẹn Tiêu công tử tới Hấp Tinh Đình, nhưng lại không báo cho Tử Dân cô nương. Ngược lại, xúi dục Ngọc Quyên cô nương tới đó. Tiêu công tử từ chối lời tỏ tình của Ngọc Quyên cô nương, sau đó tranh cãi một phen rồi bỏ về nhà. Vậy là ngươi đã tìm ra cơ hội. Tiêu công tử, Chu Thúc Thúc, cô chịu khổ rồi. Chu Thúc Thúc, nhưng sẽ không còn nữa đâu. Chu Thúc Thúc, người ta cũng giống vậy thôi. Đừng mà. Sau đó ngươi lợi dụng thần không biết quỷ không hay, giá họa cho Tiêu công tử. Chu Tâm Kiều, ngươi đúng là súc sinh mặt người giả thú, uổng công ta đối đãi với ngươi như vậy. Chu Tâm Kiều, bức mật hàm này được tìm thấy trên người nạn nhân Cù Ngọc Long, chữ viết trên đó giống hệt với mật hàm tịch thu được từ trong tay của ngươi, đều là do ngươi đích thân viết rồi gửi cho tổng binh của nước Liêu, cho quân Liêu biết ngày tháng và tuyến đường để mà tấn công. Chu Tâm Kiều, thông đồng nước Liêu diệt đại tống ta để cho ngươi có thể hưởng vinh hoa phú quý, đây mới là âm mưu chân chính của ngươi. Phim được dịch này bằng chứng xác thực, ngươi còn gì để nói nữa không? Mạc tướng không còn gì để nói. Dưới đường nghe phán, Chu Tâm Kiều, ngươi cưỡng bức rồi sát hại nhãn nhi Ngọc Quyên, sau đó lại giết Cù Ngọc Long diệt khẩu, lại còn thông đồng với địch âm mưu phản quốc. Những gì đã làm, lòng người căm phẫn, trời đất khó tha. Bổn phủ chiếu theo luật đại tống xử ngươi tội chém đầu. Ngươi đâu? Có. Hộ đầu trảm chờ lệnh. Dạ. Khai đao! Chính Hạo! Đúng rồi, Chính Hạo trở về. Chính Hạo trở về rồi. Cha! Mẹ! À. Cha! Thiếu gia! Chính Hạo! Chính Hạo! Chính Hạo! Chính Hạo! Đà tạ ông trời! Chính Hạo! Cha! Cha có khỏe không? Chính Hạo! Đúng là con rồi! Là con! Con đã trở về thật rồi! Con nói về rồi! Con sẽ không bao giờ rời khỏi cha nữa chứ! Không đâu, con sẽ không bao giờ rời xa cha mẹ nữa. Hàn tướng quân hôm nay tới thăm có chuyện gì hay không? Mạc tướng tới đây thỉnh giáo.
hoàng thượng ban hôn, không biết khi nào thì thánh chỉ sẽ tới. Tuy Chu Tâm Kiều đó đã trả giá, nhưng mà trong lòng Mạc tướng vẫn rất ái nái. Hắn ở bên cạnh Mạc tướng, bài mưu tính kế tìm đủ mọi cách gây tội ác lâu như vậy mà không bị phát hiện, cũng đều là do lợi dụng thù hận giữa hai nhà Tiêu Hàn làm mình phong che giấu cho mình thôi. Đúng là vậy, bổn phủ cũng phải nói thật. Xét bề ngoài mà nói, kẻ sát hại Nhạn Nhi và Ngọc Quyên là Chu Tâm Kiều. Nhưng mà nói thẳng ra, hung thủ thật sự giết hại bọn họ là thù hận trong lòng của hai vị. Đúng vậy, thù hận làm cho Mạc tướng bị mờ mắt, nên mới dễ dàng bị hắn lợi dụng, bị sắp đặt. Bây giờ đúng là hối hận cũng không kịp. Tướng quân còn có thể tỉnh ngộ được, vẫn còn chưa muộn. Thánh chỉ của hoàng thượng không bao lâu sẽ tới, con trẻ hai nhà cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi. Hai nhà Tiêu Hàn hóa giải thù hận trước kia, kết làm thông gia, đúng là chuyện may mắn cho chúng sinh, may mắn cho xã tắc hả? Tiêu phủ. Tình yêu chân chính sẽ luôn có thể chiến thắng thù hận. Chính Hạo và Tử Dân không chỉ là người có lòng trời cũng về một nhà, đồng thời còn hóa giải được mối thù không đội trời chung giữa hai nhà Tiêu Hàn suốt ba đời. Hai gia đình kết thông gia, chung sống hòa bình, từ đây cùng nhau bảo vệ giang sơn đại tống, trở thành giai thoại thiên cổ. Con đường đi tuần thiên hạ dài dằng dặc, long đầu trảm, hổ đầu trảm, cẩu đầu trảm làm cho kẻ ác nghe mà khiếp sợ. Bao Công, Triển Chiêu, Công Tôn với con mắt tinh tường bảo vệ chính nghĩa khắp thiên hạ. Trên đời luôn luôn có những vụ án quan, chỉ có Bao Thanh Thiên, Thiết Diện Vô Tư mới rửa sạch được oan ức để công lý được trường tồn.